Xin chào như các bạn, mình là Nemu của Net Gamer Channel. Thì hôm nay là ngày thứ năm, ngày 7 tháng 11 nha. Mình đang có mặt bên server chung nè. Đó thì là bữa nay mình sẽ làm cái video về đánh BK tiếp. Thì nó vẫn còn đang ở chế độ mà S Max mà full 15 á. Đó thì mình đang ở bên cái server test nè. Thì server test là cái đợt này nó lại đua được đua qua anh đi trước. À, anh đi cũng có ít nhất là tầm khoảng bao nhiêu người lấy ta? Hiện tại là có khoảng là 7 người sẽ lấy. Đó, chúng ta sẽ chờ tới cuối giờ là tối ngày hôm nay nè để coi server này được bao nhiêu người. Thì server này đua xong á, ngày mai là thứ sáu cho tới chủ nhật thì on server sẽ đua sao. Ok, mèo thì mình cũng đã quay rồi đó. Mèo VIP 5, VIP 7, VIP 10, VIP 15 mới quay được full mèo nha. Rồi ok, quẩy BK thôi. Tranh thủ nào. Tại vì bữa nay mấy server kia BK cũng ngon quá, cho nên mình ráng tranh thủ làm video nhiều quá để đăng từ từ lên. Để đăng clip từ từ lên. Ok, mình là người được chọn trước. Chọn trước thì là đánh sau. Ôi rồi, nó sẽ lấy Ellie với lại Sammy rồi đó, mình lấy con Yuri với lại con Hotaru đi, nó sẽ con Vơ Karate à Mashima, sợ mình chơi cái chiêu ấy hả? Kim kim ổn, lấy kim à, không lấy kim thì thôi. Khả năng cao mà trừ mình con Nako, Nako kèo này chả có vẹo gì. Ô, con kèo cũng ngon mà ta, kèo này trừ con Nako mới hợp lý. Ai à, trừ con Lắc. Lắc cũng ngon mà nhỉ. Không phải ngon mà kiểu như cũng cũng xài được, không phải gọi là ngon lắm. Thì nó có Ely. Ely mới vô tâm 1 có hút đam, sơ mi tâm 1 cũng full nộ, full 1.000 nộ. Nó éo vỡ khiên nổi không phải. Éo vỡ khiên không? Tôi gần đi nội tại luôn. Thôi nó không không xích á, thôi nó không xích mình á, xích là nguy hiểm lắm á. À, đi hai nội tại luôn rồi. Tiếc ách giá. Hakunosune. Ellie một nội tại, nói chung Ellie hết nội tại rồi đó. Ellie hết nội tại rồi đó. Phản cái chết cụ luôn đi, phản cái chết cụ luôn, đập đất. Chết cụ luôn. Ui mày không chết nổi hả? Cụ chưa tuyệt kỹ rồi, chưa có nhãn sát thương không chết nổi cụ à. Osoyo này. Osoyo này. Nó xích này hơn quá nhưng mà Yuri nó ẩn thân. Ô không ẩn thân hả? Ôi thôi toang rồi. Cái pha này nếu mà nó không ẩn thân á, thì là mình sẽ bị gì ta? Ẩn thân rồi. Vậy là pha này là nó không có xích được rồi, hên quá. Hotaru chết. Ngay mà do hết nội tại rồi.
cho hết nội tại. 5 cái vỡ khiên đó. Giết nó luôn. Ồ, đánh Sumi gì? À, Sumi bị bại huyết mà. Cụ đang có cái hạng sát thương, không giết nổi cụ. Chết Eli, ui không chết nổi Eli. Không chết nổi con Eli. Cà tê toàn à, giết ngay mà. À, lại sức ẩn thân đi. À, ông ẩn thân. Ây da, mày dám giết đệ cụ, dám giết đệ cụ. Dám giết đệ cụ. Ê, hôm qua vô không có độc chiêu hả? À, bà bị Damon phản á. Bị nó phản vậy cho nên không có độc chiêu. À, nhận fan liền vô hả? Mới vô nhận fan liền hả? Mới vô nhận fan hả? Ike Osuyune Athena giải cho Eli fan này hay quá ta. Hay thật sự á. Giải fan này hay quá. Demon Santo này lên Phong Long Hỏa Sơn rồi. Seki không chịu nổi đâu. À, Yuri đấm mấy cái chiếc mạng ta. Hay đây xanh. Sumi chết. Đây là chắc Diamond cơ ngon được rồi. Diamond cơ ngon được. Ôi ôi má ơi, kèn rồi má, kèn một đam mà phải chưởng liệt. Phải có một đam. Một đam chết luôn con ấy. À, đi luôn cái nội tại con kia. Dạ, à, dính cái sức. Ui, mẹ kêu ra da. Pha này Yuri nổ sẽ giải cho Diamond nha. Rồi, giải cho Diamond á. Ờ, lên kịp đâu không Hỏa Sơn rồi. Eli chết. Ui, má còn một giọt. Ừ, chết. Giết Ken nổi không ta? Ken này có những hàng sát thương. Chết. Ui, không chết nổi con Ken. Athena bị giảm nộ. Ây, hay vậy ta. Giảm nộ nó ra được pha. Nó ra được con Maximan hợp lý quá nha. Hợp lý nha. À, hợp lý quá nha. À, hơn bị choáng rồi. À, vừa bị thiếu nộ ra được cái pha Mashima. Yuri một đấm. Rồi, trôi, hậu phộng trôi, giờ trôi điên lên rồi nè. Kéo. Kéo. Ôi, ôi, trôi điên lên rồi. Ôn. Diamond những quá lực ha. Nói chung kèo này là nó không có nhiều con thiêu đốt á. Nếu mà nó có nhiều con thiêu đốt kiểu như là con Trick với lại con Seki thì cũng toan. À, trận nào đánh kiểu này cũng căng. Căng thật sự.
À, để lát nữa mình vô shop mình mua cái skin con Kula 15 cho đẹp. Quên, server này là skin của cái mấy cái con bán bằng tiền á, bây giờ nó cho mua luôn rồi. Có Diamond, có Saiki, có Sumi. Tìm bạn quýt luôn à. Tìm bạn nhìn thấy cái kèo này thấy thiếu con Twitch á, nếu mà thay con Twitch bằng con Sumi khả năng cao nó sẽ chơi á. Ai à, anh Rugal 15 vậy nhìn lực lưỡng thật nhờ. Mà là người được chọn trước tiếp. Không có ấy hả? Ellie thôi. Nó sẽ lấy Mari với lại Benny. Ồ, Hotaru hả? Hai con phản. Xong kèo này nó sẽ lấy Billy với con Trang. Billy với Trang hả? Sau đó mình sẽ cầm được con Terry không? Billy Chan rồi. Khả năng cao là Billy. Terry hả? Phải này tại hạ không ngờ á. Tại hạ không ngờ tới á. Nếu mà chừa mình con cứ... anh không chừa. Tưởng đâu nó chừa con cứ la thì mình lụm. Thì nó không chừa. Không chừa thì thôi. Rồi chừa mình con kim rồi. Kim cái này cùi. Ra cũng không hẳn cù nữa, kẹo này nó có con Trang mà đúng không, nó có con Trang thì mình ra con kim cũng hợp lý nha. Kẹo sẽ để Ellie vậy nè, đó Billy nè, kim nè, ra hô ta ra con này nè, đó hợp lý chưa. Hậu phòng anh kim đạp con Trang đó, đánh về trước. Nó để con Trang vậy là con kia của mình đánh một hàng luôn rồi nha. Nha, để vô vậy. Kéo máu nổi không để cho lương truy kích. Kéo đủ rồi. Không đủ rồi. Đừng đâu kéo đủ máu để truy kích. Đam vô là bị mất nổ không? Giảm nổ Mari à. Vậy Hotaru có nổ. Kula. Cái băng đầu tiên của con Kula này có không giải được nha, không giải được. Băng tổm gì phải nổ băng. Ta đưa có nổ. Chưa có hả? Ôi ôi mẹ, ếch da y tí kìa, ếch da y tí kìa. Sao? Hajime maso? Ui trời ơi, mẹ sao đánh con này ta? Phải thiệt, biết vậy là đọc chiêu con lương trước, không nghĩ là Eli đánh vô con này ngẫu nhiên mà ta, đúng không? Con này con Hotaru đang bị dính cái ánh sáng kìa. Đúng không? Hotaru bị dính ánh sáng nè. À, cay nhỉ. Ôi ôi mẹ nó đạp kìa. Đi nội tại Ly rồi. Ôi ôi mẹ thêm cái băng nữa. Con là khó chịu thật sự. Con là khó chịu thật sự. Quỷ cứ la này. Nó lên hộ nhanh vãi. Lên hộ bạn khờ à. Lên hộ bạn khờ à. Nó bạn khờ luôn á. Sợ thiệt. Ừ.
Tao tao đưa một cái nội tại. Xá. Ủa mẹ, hồi sinh hai lần luôn. Go to hell. Go to hell. À, hồi sinh hai lần luôn thì con Trang. Cổ quá đấy cha. Cổ quá đấy cha. See you, Fight Rover. Đạp vô đầu nó. Ô, ta đưa có nộ. Ngay mà. Tại do pha nãy con Trang nó nộ, nó búp cho. Con Trang nổ sẽ búp nộ hàng sau. Ui dồi mẹ ơi. Phải nộ Billy. Ô, xôi vô nè. Ồ, S-Buck của Kim. Đạp nó, lương truy kích. Chết. Không chết à. Không chết à. Không chết. Không chết. Rồi Marie nội tại xong rồi đó. Nó chết hai con rồi đúng không? Nó chết con Kula, chết con kia rồi. Mình chưa chết con nào. Quân địch chết hai, quân ta còn nguyên. Quân ta là còn nguyên luôn. Ây à. Ây à, Marie dạng người lên nè. Có chết à, lấy cái khiên. Ồ, không lấy nổi. À, con vai chưa có thương mà. Ô, xôi vô nè. Ô, xôi vô nè. Tên chính rồi. Nó người đánh trước nữa. See you, Fight Rover. Ô, vẫn còn khiên rồi. Vẫn còn cái khiên. Vẫn còn cái khiên. Go to hell. Ủa không ấy hả? Chưa kết tao lương ơi. Không đủ, không đủ sát thương hả? Ô. Tích ách giá. Tích ách giá. Rồi tên 10 rồi. Tên 10 rồi. Nó chết hai con, mình chưa chết con nào. Khả năng cao kỳ này mình chết con Kim ơi. Nếu mà dồn đam vô con Kim thì con Kim chết thôi. À cũng dồn đây hả? Sao dồn ở đây chi vậy ta? Tí được Billy rồi hả? Ừ. Mà phá cái khiên ra lên, nó bút lại một cái khiên. Hả? À, nó biết nó thua rồi. Biết nó thua rồi. Ok, vậy cái video này mình tạm ngừng đây đi nha. Đó, nói chung nó cũng gần 20 phút rồi. Để làm thêm một cái clip kia cho nó dễ. Ok, thì video mình đánh PK chế độ bác môn mà full tư chất 15 bên server chung ở đây kết thúc nha. Nếu các bạn thấy hay và bổ ích thì để lại cho mình một comment, một like share, một đăng ký kênh để ủng hộ mình. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Thank you for watching. See you next time. À quên, để vô mua skin con Kula nữa. À bây giờ mình sẽ vô shop mình mua nha. Hồi xưa thì cái skin này là phải nạp mới có. À lộn, phải nạp nha, còn giờ là cho mua bằng kim cương luôn rồi. Đó, mua bằng kim cương à. Ôi ôi, 6880 à, rẻ hơn rất nhiều luôn á. Đó. Ôi ôi, con gái cưng. Okino, Okino. Rồi, ra cho em nó mặc. Ê, lộn lộn lộn, cứ quên rồi. Phải vô đây luôn. Đó, mặc vô cho nó đẹp. Rồi, ok, bye bye Ninh nha.